It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Make me your radio and turn me up when you feel low. This melody was meant for you. Right, sing there. Along to my stereo. Gym class heroes, baby. What's up? Hôm nay mình có mấy cái tiêu mục rất hay để cho bạn xem liên quan đến thìa chuyện đấy. Hôm nay mình vừa đi Highland Coffee và cướp mấy cái thìa như thế này và như thế này và như thế này, đắt tiền lắm. Hôm nay mình có 3 tiêu mục mình sẽ diễn rất hay. Đầu tiên gọi là tiêu mục thìa cổng. Tiêu mục đầu tiên là thìa cổng là như thế này. Mình sẽ cầm một cái thìa bình thường chỉ cho người ta xem. Tìm một cái khán giả ở đây, tìm xong thì mình sẽ lấy cái thìa này, sau đó mình sẽ làm nó cong rất chậm, đơn giản. Đấy là tiêu mục đầu tiên. Ok, liên quan đến tiêu mục thứ hai là gọi là cong thìa bằng tâm lý, không liên quan đến sức mạnh của người ta, chỉ liên quan đến tâm lý thôi. Và mình sẽ chỉ bạn xem thìa cổng bằng tâm lý. Đầu tiên mình sẽ cầm thìa trong tay như thế này, chỉ cho khán giả cái thìa này là một cái thìa rất bình thường, không có bất kỳ vấn đề gì. Chỉ cho người ta cái thìa, cho người ta xem thìa, cho người ta nghĩ đến thìa. Và cứ chậm chậm mình sẽ lấy cái thìa và... lúc nào xong chỉ cần mở tay xong rồi. Và đây là cái shot. Bây giờ liên quan đến tiết mục thứ ba. Tiết mục thứ ba phức tạp hơn một tí. Tiết mục thứ ba mình sẽ làm cái thìa này cong tùy theo cái bóng của thìa. Bây giờ mình không có bóng ở đây, nhưng mà bạn cứ ngồi ở đây và xem cái clip tiếp tục theo đây. Ok, welcome back, xin chào. Đây là tiết mục thứ hai của ngày hôm nay đấy. Không liên quan đến tâm lý, không liên quan đến bộ bài, không liên quan đến đồng xu, không liên quan đến bất kỳ cái gì cả, liên quan chính xác, liên quan đến cái này. Em biết anh sẽ diễn gì hôm nay không? Em đến gì à? Đúng rồi. Em sợ gì không? Xin chào, hôm nay mình sẽ diễn cái tiêu mục gọi là shadow bending, liên quan đến thìa, đúng rồi. Thì hôm nay khán giả của mình xinh xinh ở đây. Yeah, ok. Thì bây giờ mình sẽ xin khán giả của mình chọn một thìa. Em thích cái nào thì cũng được nhé. Kể cả cháo, cháo thìa nhé. Em không là lá bài thôi, không được. Em bây giờ em chọn một cái thìa, em chỉ cho anh một cái thìa em thích nhé. Bây giờ em chỉ cho anh một thìa, chỉ cho anh một cái này. Ok luôn. Thì bây giờ mình sẽ lấy một cái thìa này, đúng cái thìa như thế này đấy, đẹp không? Ở này nó nhìn thấy hay hay ảo đúng không? Không cần như kiểu là sức mạnh, như kiểu là tự nhiên thì... Em thấy một cái thìa nó có bóng đúng không? Thì bây giờ anh xin em lấy cái tay, em lấy cái tay và em sờ sờ cái bóng ấy của cái thìa này. Nghe đơn giản không? Nghe đơn giản thôi nhưng mà nó không đơn giản đâu. À, bây giờ em thử đi, em lên đây và em sờ cái bóng ấy. Cái bóng của cái thìa này. Sờ sờ. Đến gần hơn đi, không sao đâu, nhưng không sợ sợ gì. Rồi. Ok, bây giờ sờ sờ. Sờ trọng, chính xác ở chỗ này. Đó đứa này rồi. Sờ luôn. Sờ mạnh mạnh mạnh, làm nóng đi. Đúng rồi, tiếp đi. Tiếp đi. Đi quay. Thôi cái này chưa đủ.
bây giờ làm đặc biệt hơn ấy, em sẽ lấy cái bóng này ở đây, em sẽ tách ra cái bóng này luôn ấy. Này, em như kiểu là em giả vờ em cầm cái bóng này. Bây giờ giả vờ bắt cái bóng kia. Cái bóng kia. Rồi được, bắt ok. Bây giờ anh sẽ đếm 1 2 3 em sẽ tách ra riêng cái bóng kia nhé. Đấy bây giờ. 1 2 3 tách ra. Em làm hỏng thỉa đây, thì nữa 10.000 một thỉa đây.